Chào mọi người, vừa rồi bên mình bận trả hàng cho khách sỉ và lẻ nên không có nhiều thời gian quay video. Hôm nay nhân tiện có lô hàng tế bào gốc Eldad mới về và có chút thời gian nên mình làm video này giới thiệu cho mọi người. Xin giới thiệu với mọi người, đây là 5 thùng tế bào gốc Eldad Aura tinh chất ngọc trai nhập từ trực tiếp từ nhà máy Koreana bên Hàn Quốc. Mọi người nhìn thấy đây là niêm phong của bên vận chuyển, có ghi thông tin và đơn hàng, nơi gửi, nơi nhận tại Việt Nam đấy ạ. Đây. Kể cả những shop lớn vẫn bán hàng giả, hàng nhái đấy ạ. Khi khách hỏi về nguồn gốc xuất xứ thì họ hay lấy mác là hàng xách tay nên không có giấy tờ cụ thể để lừa khách hàng. Chính vì thế nên mọi người cần tìm nơi uy tín để tìm mua sản phẩm, tránh để tiền mất tật mang. Vì thật ra lĩnh vực mỹ phẩm, thực phẩm chức năng hiện nay hàng giả hàng nhái rất là nhiều. Bên mình thì có đầy đủ chứng từ, giấy tờ, cho nên mọi người hoàn toàn yên tâm ạ. Bây giờ thì mình xin khui hàng để mọi người cùng chiêm ngưỡng nhé. Đây là một thùng nguyên kiện của Eldad gồm 40 hộp nhỏ. Mọi người nhìn xem ạ. Sản phẩm được thiết kế khá là sang trọng và bắt mắt. Cầm trên tay rất là chắc chắn, vỏ hộp 100% là tiếng Hàn Quốc đấy ạ. Đây là mã vạch của sản phẩm và đây là mã code QR dùng để thể hiện nguồn gốc xuất xứ và phân biệt hàng thật hàng giả. Cận đây thì mình cũng xin dùng điện thoại để check cho mọi người xem. Ở mã code thì có một cái tem, mình sẽ lột tem lên và để check ạ. Trên đây thể hiện đầy đủ thông tin của sản phẩm đây ạ. Mọi người có thể cùng xem. Tuy nhiên thì với việc làm giả sản phẩm tinh vi như hiện nay thì việc làm giả mã code, mã vạch như thế này là không khó ạ. Nên là mọi người cần cân nhắc khi mua sản phẩm, mọi người hãy lựa chọn những nơi uy tín để mua. Bây giờ thì mình xin mở để mọi người cùng xem. Đây là tờ giới thiệu của hãng bằng tiếng Hàn. Và đây là lót sản phẩm ạ, nhìn rất là đẹp. Một số thông tin cơ bản là in trên vỏ lọ đây ạ. Chữ in nổi, có gợn. Hàng kém chất lượng thì
In rất là mờ và không có độ nhám, dễ bị phai màu. Dung tích của lọ là 100ml ạ. Và ghi nguồn gốc là Made in Koreana. Đây là trang web koreana.com. Mọi người có thể dùng làm quà biếu hoặc quà tặng rất là giá trị đấy ạ. Bây giờ thì mình xin mở một hộp nữa để mọi người cùng chiêm ngưỡng nhé. Đây ạ. Sản phẩm này không chỉ hot tại Hàn Quốc mà nó đang làm mưa làm gió trên thị trường châu Á, trong đó có Việt Nam trong những năm gần đây. Sản phẩm được chiết xuất 4 trong 1 với tinh chất tế bào gốc, tinh chất ngọc trai, collagen vàng 24K. Không chỉ giúp làm cải thiện nếp nhăn mà còn giúp da mịn màng và trắng sáng. Đây là một trong những sản phẩm rất tiện lợi, được nhiều người ca ngợi. Mọi người hãy dùng và cảm nhận nhé. Tiện đây mình cũng xin giới thiệu luôn về tế bào gốc Eldas. Đây là sản phẩm tế bào gốc Eldas dạng ống, 4 ống đây ạ. Hiện tại thì nhà máy đang ngừng sản xuất loại 30 ống rồi ạ. Thiết kế vỏ hộp rất là sang trọng, màu nhũ vàng. Mọi người xem thực tế đây. Mình bóc cho mọi người xem nhé. Trên vỏ hộp có ghi đầy đủ thông tin sản phẩm. Đây là mã vạch. Đây là mã QR code. Thì tiện đây mình cũng xin quét cho mọi người xem luôn. Bóc cái tem này ra. Mọi người chờ xíu nhá. Đây, mọi người xem thực tế đây ạ. Như ban đầu mình có nói rồi, với việc hàng giả hàng nhái tinh vi như hiện nay thì việc làm giả mã cốt mã vạch là không khó. Cho nên là mọi người cũng cần tìm đúng nơi uy tín để mua hàng, kẻo tiền mất tật mang đấy ạ. Vâng, mình khui hộp cho mọi người xem nhé. Đây là tuyết Eldas dạng ống. Còn có 4 ống này ạ. Mọi người nhìn thấy thực tế, rất đậm và rất đặc. Trên thị trường thì hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng thì dung dịch thường loãng hơn và có màu vàng nhạt. Trên mỗi ống có ghi đầy đủ thông tin của sản phẩm và có độ nhám nhất định. Bình thường những sản phẩm hàng giả, hàng nhái thì chữ thường rất là mờ nhạt và không có độ nhám. Dưới đáy vỏ hộp thì có ghi hạn sử dụng. Dòng sản phẩm Eldas này hiện tại đang được dùng rất nhiều trong thẩm mỹ viện và các spa lớn ở Hàn Quốc. Công dụng chính của nó là giảm nếp nhăn, giúp da mịn màng, căng bóng và giúp trẻ hóa da.
chị em mà dùng được hàng này thì da rất đẹp luôn ạ. Tiện đây, mình cũng cho mọi người xem thực tế tờ giấy xác nhận có đóng dấu của công ty Koreana gửi cho bên mình. Mọi người xem thực tế đây ạ. Người nhận là hoabeauty.vn. Số điện thoại hotline của bên mình là 0985 229900, địa chỉ là Hà Nội, Việt Nam. Và quan trọng nhất là dấu đỏ công ty. Tất cả những nơi bán hàng giả hàng nhái thì họ không có dấu đỏ này đâu ạ. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe video. Nếu thấy hay thì mọi người hãy like hoặc chia sẻ video này. Để tham khảo tất cả những sản phẩm làm đẹp và thông tin làm đẹp thì xin mời mọi người truy cập vào website hoabeauty.vn hoặc liên hệ theo số 0985 229900 để được tư vấn và hỗ trợ.